giờ cô đang điểm danh nha các bạn. Lắm ra có rất là nhiều fan yêu cầu mình quay cái clip mà Trang với Vinh học online, thì hôm nay mình sẽ quay các bạn xem nha. Thì Trang học lúc 7:50, còn Vinh học lúc 7:30. 7:30 rồi đó con, mở máy lên đi, cô vô rồi đó. Lát nữa điểm danh không có còn cù la đó. Đầu tiên là mình kết nối vào TV, rồi là dùng mắt liền. Đây, bấm vào trong hình. Không biết là dừng đành luôn á ra. Đó, cô đang điểm danh con đó nha. Thanh Lợi. Dạ có. Quang An Nhiên. Dạ có. Trời đất, tôi hỏi sắc ra đây 100 em trả lời cho cô đi. Còn bạn nào không có thì một hồi nghe cô đọc chúng ta sẽ biết. Ta chỉ biết một phần đoạn nhỏ thôi. Bây giờ các con, bây giờ cô thì cô sẽ đọc lại từ đầu đến cái đoạn đó nha. Thì các con chỉ nghe cô đọc thôi. Rồi bắt đầu cô nói à, cái đoạn này sẽ viết chính tả. Thì các con sẽ lấy cái cây quyết chì á các con đánh dấu giờ. Rồi, cô Huy không thành tôm cá và cô Huy chạy. À, 7:50 con học mà giờ 7:45 rồi lại bàn bán máy đúng không con? Dạ. Để lát nữa cô vô điểm danh không có đó. Mình học online bằng cái iPad cho nên bây giờ mình sẽ mở phần mềm Zoom lên. Thì bây giờ mình sẽ tham gia. Tham gia với Vi Nhém nè. Đó, vô rồi. Rồi, chỉ vô thấy nè. Đây là các bạn trong lớp mình nè. Học online thì Trang học bằng iPad, còn Vinh thì học điện thoại kết nối với lại màn hình TV nha các bạn. Bây giờ cô đang điểm danh nha các bạn. Dạ có. Dạ có. Tên quy ớ tờ ấp. Nè, tên. Rồi, cô đọc lại cho cô nghe coi âm Hoàng nhá. Sớm lùi. Âm tờ này sẽ gọi là âm tờ phốt. Cô ơi, hả tớ không biết luôn đi cô ơi. À ừ, vậy giờ con ngồi con đợi bạn đi. Vậy đó con chừng khoảng 2 tháng là con quen hả? Cái nào mà không biết thì cứ hỏi lại cô liền ha. Cứ hỏi lại cô, ở cô đó đọc vô ba ô là sao là con hiểu cái gì con hỏi cô liền ha. Còn ví dụ như mà mẹ mình nghe hiểu được thì mẹ chỉ cho con. Còn bạn nào không hiểu được thì cứ hỏi cô sẽ chỉ lại cho con. Đúng rồi á, cho con có đúng rồi. Bắt đầu đọc đúng rồi á. Bây giờ mình bắt đầu vào học nha các bạn. Cô chia sẻ màn hình á cho nên á mình dễ nhìn lắm. Hồi sáng giờ mình viết được nhiêu đây nè các bạn. Mà giờ 8:30 rồi á, cô cho mình nghỉ giải lao. Em gửi bài qua cô nhận được chưa cô? Dạ. Mình học online á, bằng Google Meet á, nó nghe cô giảng á, gõ lắm các bạn ơi. Còn mình thì học bằng phần mềm Zoom, nghe cô giảng á, rất là gõ luôn nha các bạn. Chỗ các bạn học phần mềm gì vậy? Thì clip hôm nay các bạn cũng biết được cái quá trình học online của Trang với Vinh rồi. Thì mình cũng xin chúc các bạn học thật giỏi và có nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt. Tạm biệt.